lỗi và tự kéo dài thời gian. Thời gian là do Phật quyết định. Phật chính là thời gian và thời gian là Phật. Vậy thời gian của Phật là gì con? Thời gian của Phật là chính là càn khôn vũ trụ, mà con biết gì không? Bây giờ thời gian của Phật nó lên là càn khôn vũ trụ rồi đó con. Mà con biết không, cả người anh em nhà giàu của chúng con á và cả người anh em nhà nghèo của chúng con á cùng ở trên cái mảnh đất này, nếu mà cái thằng cha của con nổi điên lên á thì là cả người anh em nhà giàu và cả người anh em nhà nghèo của chúng con đều gánh chịu hậu quả như nhau. Qua đây đứng quay vậy nè. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Sẽ đạp ngay này. Bây giờ anh em nào muốn là tại trời ơi, khổ lắm, già khổ lắm, già chạy theo mấy đứa anh em rồi. Bây giờ về nghề tổ, mấy đứa anh em biết cái nghề quay của anh em một chút, anh em làm nghề gì không? Trời ơi, tổ nghề mà. Cái bây giờ thiên binh thiên tướng đâu, cái quay màn chiếu lên con. Cái lên trên trời quay màn chiếu lên, cái thiên binh thiên tướng nó mở màn chiếu lên nha. Cái gọi mấy anh em mà làm xin nghề tứ nghiệp chết những cái nghề mà cái lên trển coi mở màn chiếu lên trển, nó cho học lại lớp 1 mà học chữ. Cái ông nhìn lên trển mấy nó quay cái xong rồi cái thiên binh thiên tướng mở tiếng nhãn lên con, cái nó nhìn lên trển nó, ủa sao tao quen quá, tao ngồi đứng kìa tao quay cái gì gà ăn vịt quay hoài cho mày, quay ủa tao đang quay gà quay vịt mày đó, quay gà quay vịt bây giờ thành nó đi quay đó con. Cái rồi sao tổ, sao cái con sát sanh quá nhiều bây giờ tổ cho con quay gì vậy? Rồi mấy anh em trên trển nó nói là hả, sao bữa nay tổ hiện đại quá vậy mà sao mà chơi trên dưới con mà chưa có làm được cái máy mà bây giờ tổ đi trước, mày không biết hả, Đức Phật đã đi trước khoa học cách đây 1000 năm rồi con. Cái bây giờ mấy anh em nó hay quá, cái chơi là mấy anh em nó mới lên trển nó coi á, cái ổng làm cái máy móc thì sao, cái tu A Di Đà Phật quay cái sau thánh chế xuống dưới chế ra cái máy đề quay cho mấy anh em quay á, để lưu lại cái hình ảnh để sau này biết mình làm cái gì, mình làm cái gì đó. Cái bây thành ra cái con cái nghề quay, cái ông nói bây giờ muốn quay phải không, bây giờ chuẩn bị lên đọc lên lớp 1 rồi, lên đây là cha không có tốn tiền, quay A Di Đà Phật để mấy những người đắc quả về cái quay để nghe. Quay được cái khoái quay tới hoài vậy đó, thành ra cái nghề quay. Vậy nghề quay này hồi xưa là quay gà quay vịt hả? Hả? À chà. Đúng không? Dạ. Ngày xưa này, ngày xưa là anh em mình là đúng rồi. Rồi hiện đại cái nghề là nó bắt cá mối nha, liên hệ lẫn nhau luôn đó. Rồi xong đó rồi cái mấy anh em hả làm mừng quá trời ơi, tổ ơi coi xuống dưới làm được, tổ ơi con làm được rồi, con làm được rồi, tổ ơi con làm được rồi, mừng quá. Bây giờ em mới biết là ngày xưa là cái nghề của tụi em là quay gà quay vịt luôn đó. Hiện đại bây giờ là hành vi phim. Rồi xong rồi á là cái ổng nói vậy đó rồi á. Rồi mấy anh em có muốn hỏi gì thêm không? Đang hỏi gì thêm không nè? Có cái gì, có vòng quay nào khác nữa không? Không. Bây giờ mấy anh em là muốn quay tới thì cứ quay gà quay vịt cho mình. Bây giờ lên trển á, ổng không nói gì nè. Trời ơi, ổng xin nghề tốt nghiệp ổng còn cứu luôn mà ổng nói bây giờ quay gà quay vịt nè. Cứ nói là bên nào muốn quay không thì cho quay tiếp. À dạ không, con thấy cái sắc xanh ghê quá rồi giờ con dừng quay lên. Thì đứa nào muốn quay thì quay được, còn nó nói thôi cho con quay luôn, khác cứ khác đi. Thành ra bây giờ quay phim đó. Dạ. Quay xe được không vậy? Dạ. Quay xe được không? Được, bây giờ nó ra xe quay chút xíu, hồi chị quay cho mấy em coi. Bây giờ mình có quay sổ số trúng thưởng nữa đó. Cái gì? Quay chút xíu. Số này được không? Nè cái này nào, sổ số trúng thưởng nè đó. Đây quay sổ trúng thưởng nha. Xin mời một em cho quay số. Giờ cho chúng quay là lụm. Tổ về thì tổ nói đi. Tổ về là tổ nói đi. Trời ơi, những cái tờ giấy số mà nó quá chừng là coi như là mong manh luôn rồi. Thì cái bán thì phải kiếm tiền thôi, cái lá bồ đề còn kiếm tiền được mà. Cái này là mong manh dễ vỡ, dễ trúng. Đúng nè. Rồi, cái thân mình. Kìa con nói cho biết sao là mình phải tiến Phật tu tiên không? Tại vì tiên chả nó có giống như mình đâu, mình là phải ăn uống, mình phải nuôi dưỡng cái nhục huyết này. Nếu mà mình cái thân thể mà mình không điều khiển á, được á, là mình sẽ làm. Mình làm sao nó vừa ý mình, ăn cái gì cũng được. Mà nếu mà cái thân xác này mình ăn động vật quá nhiều cũng mang bệnh vô người. Mà hả mình không biết bảo vệ sức khỏe thì cũng mang từ Phật. Bởi vậy mình nói là cái thân xác con người nó quá chừng là mong manh dễ vỡ rồi. Mong manh dễ vỡ. Giống thủy tinh quá ha. Mà ở trên trển là người ta đâu có phải đâu, họ phải ăn uống là có cái nhục huyết bất hoại. Đúng rồi. Làm sao mà nói ở trên cho cứu dân độ thế cho tất cả ba tánh dân này họ khổ đi. Cứu thì bây giờ phải đánh thức mấy cái thằng em, anh em nhà giàu lại, cũng là anh em hết trơn, tự nhiên cái nó cái phân chia giai cấp ra. Khi mà cái sự phân chia giai cấp của anh em nó xử ra sự chênh lệch quá lớn thì không, cái sự phân chia giai cấp nó không quan trọng, thì tụi nó phân chia tiền ra cho anh em nghèo là được rồi, chứ không cần phân chia giai cấp.
không chia tiền thôi, anh em sẽ đỡ nghèo lại không? Thì đó, đóng ra từ cái tiền cái nó giai cấp cắt luôn. Thành ra nếu mà biết là chia mình có tiền là mình cũng sẽ có giai cấp bằng nó thôi, khi nó không chia tiền ra cho mình đi. Tỏi cho em hỏi là tỏi từ đâu đến, cõi nào đến? Xong nóng quá cái là mình chặt cái lá dừa xuống mình lợp ở cho nó mát đúng không? Mấy em trai hỏi em là em từ ở đâu đến đây mà phát tâm Bồ Đề hay là cái người Việt Nam á? Người Việt Nam hả? Dạ. Mà cái người đang vô tổ đang ở đâu đến đây? Dạ. Tổ hả? Tổ mà tổ hay là trời, tổ là người bình thường thôi, nhưng mà tối đêm đến là điện xuống địa mẫu nói trên hết trơn, trên gió hết trơn luôn. Tại vì ở đây là cái nhà nghèo, thành ra sau này con nghèo là con của Phật. Con nghèo là con của Phật đó. Tại vì á, địa ngục nó lún sâu rồi, bây giờ á người nghèo thì lên được nhưng mà cái nhà giàu lên được. Cái sao không? Lún quá sâu rồi. Đúng rồi. Cái lúc mà giàu mình lên cái túi tiền nặng quá, cái ông á bên là tứ đại thiên vương á đâu có cho lên, cái đầu trong mặt người đâu có cho lên đâu. Vậy là bây giờ là phải bỏ bớt tiền là mới lên được chứ nặng quá đâu qua kéo lên nổi đúng không? Bỏ tâm lên đúng rồi. Với lại bỏ cái lòng tham. Bởi vì người ta mới nói có câu là địa ngục sâu thẳm mấy á thì ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng có thể đo được. Còn nếu mà cái lòng tham của người nó sâu thẳm á thì không có một cái thước đo nào mà có thể đo được các con. Tổ ở trên tảng tôi, tổ có gặp cậu Năm Vũ Linh không? Dạ. Tổ ở trên tảng có gặp cậu Năm Vũ Linh không? Có không, không mà lúc mà tôi thấy cái bao cái hình của ông hiện lên. Hiện lên hả? Ừ. Là cậu đang ở trên cõi nào? Cõi thì ở nhưng mà ông còn lại trong lục đạo luân hồi. Nếu mà mấy anh em tôi có thể liên lạc với ổng, mấy anh em sau này làm cái lương giống như ổng và liên lạc với tổ làm cái lương luôn. Tại vì con người mình giống nhau mà, tổ cũng hay lắm, mấy mày làm cũng được cái gì tôi cho làm cái nghề đó. Ê mấy anh em nào có làm nghề cá máu me không? Không. Rồi bữa nay tổ đến đây là có mục đích gì không hay là đến được điển là lên chỉnh là ở đây là xuống đổ hỏi Long Hoa. Cái mấy hỏi Long Hoa hả? Ừ, cái hàng kia nó lên kêu nó mà nó không lên, cái nó biểu là lại đây nói anh em sau này hồi chút xíu tổ sẽ giải cho, hiện tượng ông Phật Di Lạc cười liên tục á. Rồi hôm nay tổ lại đây là sinh nhật của cậu Năm, tổ có chúc cho linh hồn cậu Năm về thế giới cực lạc không? Đó thì đây mà tổ đang mở cửa cực lạc cho cậu Năm đây nè. Mà ổng ra thế giới ta bà thì ổng còn trong luân hồi lắm con ơi, có khi ổng con thấy ổng chết thì không làm, nhưng mà trong cái thế giới khác á, thế giới nó rộng vô biên mà, thế giới khác ổng cũng đang làm công nghề, ổng bám theo nghề xin nghề tử nghiệp, có khi bây giờ ổng khá giả thì ổng thành người nghèo khổ, nhưng mà mình nghèo mình sống cũng được rồi, còn không có tha mình được rồi con. Quay về mấy tiếng nữa con? Dạ, mấy chút xíu thôi. Này có ai nhập không? Căng á, vậy cái này là về đi là thánh á, ông về, ông vô ông nhập á.